Hiện thời ô nhiễm phổ biến nhất Nghiêm trọng nhất là gì? TV Internet hại chết người Tại Trung Quốc tôi không rõ lắm Nhưng ở ngoài quốc Đặc biệt là tôi ở nước Mỹ mười mấy năm Học trò lớp 1 tiểu học đã dùng máy vi tính ngoài bài tập ra trẻ còn tiếp nhận tin tức từ internet do vậy quý vị thấy nó bị ô nhiễm từ nhỏ ô nhiễm biến thành thói quen cả đời chẳng bỏ được quay lại không được đáng sợ lắm thầy tôi là tiên sinh phương đông mỹ xưa kia có lần tôi đến nhà thầy lúc ấy chạm mặt ba quan chức thuộc bộ giáo dục địa vị cũng rất cao đến phỏng vấn lão nhân gia nói tới chuyện phục hưng văn hóa truyền thống hỏi cụ dùng phương pháp gì để có thể phục hưng văn hóa truyền thống của trung quốc cụ nghe hỏi xong thái độ hết sức nghiêm túc im lặng cả năm phút mọi người chúng tôi hết sức chú ý Chăm chú nghe cầu giáo quấn Năm phút sau Cụ nói phương pháp thì có Thứ nhất Thuế tại Đài Loan có ba đài TV Là đài thị Trung thị và qua thị Ba đài truyền hình Hãy đóng cửa đài truyền hình Thứ hai là phải đóng cửa tất cả đài phát thanh nhật báo tạp chí đều phải đình bản ba viên chức nghe xong thốt lên thầy ơi chuyện ấy không làm được đâu thầy trả lời những thứ ấy phá hư văn hóa truyền thống trung quốc nếu quý vị chẳng xóa bỏ chúng làm sao phục hưng văn hóa truyền thống được cụ nói rất có lý do vậy ta học phật Tuy họ không đóng cửa, họ có quyền phát sóng, nhưng ta cũng có quyền không tiếp nhận. Gần như 50 năm tôi chẳng coi TV, chẳng đọc nhật báo, chẳng xem tạp chí, chẳng nghe radio. Mỗi ngày tôi đọc kinh, đọc những tác phẩm của Thánh hiền. Vì thế người khác hỏi tôi, đối với tôi thiên hạ thái bình chẳng có chuyện gì quý vị có chuyện chứ tôi chẳng có gì vì thế chỉ cần chúng ta chịu xa lìa liền đạt được cái tâm thanh tịnh chúng tôi sống mỗi ngày vui vẻ thanh tịnh lắm tâm thanh tịnh sanh trí huệ trí huệ có thể giải quyết vấn đề chẳng để lại hậu quả tri thức không được tri thức giải quyết vấn đề nhưng sau đó để lại hậu quả hơn nữa tri thức giải quyết vấn đề cục hạn chẳng viên mãn chúng ta chớ nên không biết điều này